we sail a little bit higher.
trong hai cung đoàn trong một lần vừa qua rất là lầy quý vị. Xin một lần nữa xin nhắc với tất cả quý vị, nếu quý vị muốn xem lại chương trình của Đoàn Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời, hãy tìm ngay trên YouTube Đoàn Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời và nhớ ngay chữ subscribe quý vị nha, để xem lại những cái video mà đoàn đã trình diễn. Rồi tiếp theo là con số 18 như kêu qua có 1, 22 có 2, 48 có 3, 57 hợp lệ. Chúc mừng anh. Rồi rồi dừng lại 7 4 7 18 22 48 57, xin chúc mừng hai chủ nhân một lần. Kính thưa quý vị, và một lời vừa rồi hai chủ nhân may mắn vượt qua hàng gấu nhỏ trước khi chúng ta chọn hai chủ nhân may mắn nhất. Em xin nhắc lại quý vị một lần nữa, nếu quý vị ở xa không đến được tối đêm nay, hãy nhanh chân lại tay tới vào lúc 18 giờ ngày mai. Chúng em sẽ có đêm diễn end game với những siêu nhân siêu hùng trên sân khấu quý vị nhé. Ngày mai sẽ giả trai toàn đoàn, cho nên quý vị hãy đến ủng hộ cho đoàn quý vị nhé. Và đặc biệt vào đêm ngày chủ nhật với chủ đề Modern Day, chúng ta sẽ có một chương trình hết sức ý nghĩa. Đặc biệt đoàn có dành tặng những bông hoa cho những nhất là các bạn nữ hoặc là những người mẹ đến với đoàn. Đoàn sẽ gửi tặng cho mỗi vị khách là một cái bông hồng nhỏ, và chúng ta sẽ có một nghĩa cử rất là cao đẹp là dành tặng cho người mẹ kính yêu của mình, hoặc là nếu mà các mẹ đến thì các con cũng sẽ tặng cho các mẹ tại chỗ luôn. Với khách mời đặc biệt là ca sĩ Cindy Thái Tài, cho nên quý vị ủng hộ nhiệt tình ha. Hai đêm diễn ngày mai chúng ta sẽ có hai vòng đặc biệt, mỗi vòng là một chiếc TV 40 inch, nên quý vị ủng hộ nhiệt tình cho quý vị nha.